Vô ngã độc tôn, tập 24. Đúng, giết người đó. Tên đó nói thẳng, đồng thời khí thế của hắn cũng bùng phát. Một làn sóng sát khí bao trùm lấy ba người Dương Hạo. Ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào Dương Hạo, như thể đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Dương Hạo, sao ngươi lại khiêu khích và một kẻ mạnh như vậy chứ? Bà đây không thể đối phó với đám người này đâu, Bắc Mang Thanh nói ra. Ngay khi Dương Hạo nghĩ rằng cô ta sẽ vạch ra danh ranh giới rõ ràng với anh, thì anh không ngờ cô gái này lại tiếp tục nói. Tuy bà đây không đối phó được, nhưng Bắc Mang Xuyên có thể đối phó được. Để huynh ấy thay bà đây giúp ngươi. Bắc Mang Xuyên có vẻ nghi ngờ. Anh ta trừng mắt nhìn em gái mình. Sau đó anh ta gật đầu về phía Dương Hạo, cho thấy rằng anh ta sẵn lòng giúp đỡ. Dù gì thì trước đây Dương Hạo cũng đã từng giúp anh ta một lần. Dù thế nào thì anh ta cũng phải trả lại ơn này cho anh. Khẽ mỉm cười, ánh mắt Dương Hạo vô cùng bình thản. Anh liếc nhìn huynh muội Bắc Mang Xuyên, lịch sự nói. Bắc Mang sư huynh, hai người cứ đi đi, để có thể tự giải quyết việc của mình. Sư đệ, Bắc Mang Xuyên khẽ cau mày khi nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Dương Hạo. Anh ta không hiểu sự tự tin của Dương Hạo đến từ đâu. Mỗi người trong số 5 người ở phía đối diện đều ở đỉnh phong của cảnh giới Kim Linh. Cho dù có giúp đỡ, anh ta cũng chỉ có thể dùng hết sức giải quyết 1-2 tên. 5 người làm sao có thể địch nổi chứ? Dương Hạo mỉm cười, sau đó nhìn Tống Sơn, trong mắt xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo. Tống Sơn phải không? Nếu ngươi đi bây giờ, có lẽ còn giữ được cái mạng. Nếu ta ra tay, ngươi sẽ là người chết đầu tiên đó. Dương Hạo coi bốn kẻ cảnh giới ngân linh kia chẳng ra cái thá gì, vẫn chỉ uy hiếp một mình Tống Sơn. Mạnh miệng đấy, ta đợi ngươi đến giết ta đấy. Có bản lĩnh thì cứ đến đi. Tống Sơn hùng hồn, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Cái chết có lục uy, hắn sẽ không bỏ qua. Đúng là Tuần Trung là đội trưởng của đội Thiên Tinh, nhưng hắn cũng là một đệ tử chấp pháp. Đệ tử chấp pháp bị giết, nhất định phải lấy lại thể diện. Nếu không, khi Lôi Sùng Vân xuất hiệp xuất quan, người đầu tiên lãnh đủ sẽ là hắn. Vậy thì ta sẽ làm. Hai mắt Dương Hạo đột nhiên bắn ra sát khí lạnh lẽo, sau đó cả người lập tức hóa thành một đạo hư ảnh. Dưới thần hành bước, tốc độ của anh khiến Tống Sơn không có chút thời gian nào để phản ứng. Trong tức tắc, anh đã đứng trước mặt Tống Sơn. Không phải, nói sẽ giết ta sao? Ánh mắt lạnh như băng, trong mắt Dương Hạo đột nhiên hiện lên màu đen vô tận. Ma ý tụ lại trong mắt anh, Tống Sơn lập tức choáng váng. Trong ma ý vô tận, Tống Sơn bắt đầu run lên. Oanh! Với một cú đấm, sức mạnh vô cùng cuồng bạo, với tác động của ma ý, Tống Sơn ngay lập tức bị giết, đầu hắn vỡ nát, những thứ màu đỏ và trắng bắn tung tóe khắp nơi. Cảnh giới Kim Linh bước 2, Tống Sơn giống như con kiến trong mắt Dương Hạo. Cơ thể của anh sau khi được luyện hóa bởi đan thiên thể đã mạnh mẽ hơn trước. Cùng với việc tu hành kim nham chi thân, thể lực càng thêm kinh người. Một cú đấm ít nhất phải ngàn cân. Cái chết của Tống Sơn không hề oan chút nào. Nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, toàn bộ thuộc hạ của Tống Sơn đều tràn đầy sợ hãi. Trong mắt họ, Tống Sơn, người ở cảnh giới Kim Linh bước 2, là một kẻ cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ nhân vật có thể so sánh với Lôi Sùng Vân trong mắt bọn họ đã bị giết chết trong một chiêu. Trước mặt bọn họ, Dương Hạo giống như một ngọn núi sắp bị đổ sụp xuống để nghiền nát bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy ngột ngạt. Cút đi! Dương Hạo lạnh lùng nhìn đám người gọi là tiểu đội thần chiến. Mặc dù đều là đệ tử chấp pháp, nhưng ở trong mắt của anh, đệ tử chấp pháp không có gì liên quan đến công bằng và công lý. Những người này đều là những kẻ bắt nạt người yếu. Nhưng anh sẽ không giết tất cả. Dù gì thì họ cũng là một lực lượng của Học viện Linh Không. Giết cũng không có ích gì với anh. Năm cường giả cảnh giới Kim Linh ở đối diện không hề dao động. Ở trong mắt bọn họ, Tống Sơn không có gì đáng nói. Tất cả những gì họ muốn là cái mạng của Dương Hạo kia. Đám người của đội thần chiến lần lượt bỏ chạy. Dương Hạo cũng không quay đầu lại nhìn năm gã kia. Sau đó ánh mắt bình thản, trên mặt nở nụ cười. Muốn giết ta, dù sao cũng phải cho ta biết lai lịch của các ngươi chứ nhỉ? Ngươi không cần phải biết, chỉ cần biết ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội mà thôi. Tên thủ lĩnh lại lên tiếng, trong mắt không có gì còn lại ngoài sát khí. Vậy thì tới đi. Dương Hạo lười nói nhảm, lập tức lao vút lên. Vù! Kiếm ý phun trào, những bóng kiếm hư ảo
chém giết 5 người như những thanh trường kiếm thực thụ. Bùn bùn! 5 người cũng lập tức di chuyển, linh nguyên công kích ra. Cuộc tấn công hoành tráng của họ đã phá tan bóng kiếm của Dương Hạo ngay lập tức. Kiếm bát! Gầm lên một tiếng, hỏa nha kiếm ra khỏi vỏ và chém trực tiếp vào một trong 5 người bằng một luồng sáng đỏ rực như lửa. Hắc ma chi thủ, chết đi! Người đàn ông lạnh lùng nói, đột nhiên một lòng bàn tay màu đen trực tiếp nắm lấy hỏa nha kiếm của Dương Hạo. Sức mạnh cường đại cùng linh nguyên bao phủ thanh kiếm. Oanh! Đột nhiên bật lui lại, trên mặt Dương Hạo lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ với một chiêu, kiếm bát trong huyết luyện cửu kiếm của anh đã bị phá. Thực lực của 5 người này vô cùng phi thường. Trong cảnh giới kim linh, tuyệt đối rất hiếm có thể tìm được đối thủ. Kiếm cửu! Lại một tiếng động lớn vang lên, thanh kiếm trong tay anh đã đạt tới cực hạn. Tia sáng kiếm đó giống như tia chớp, đâm thẳng vào người khác ngay lập tức. Hắc ma chi thủ! Vẫn là chiêu đó, bàn tay đó bao phủ lấy hỏa nha kiếm của Dương Hạo. Năng lượng cuồng bạo lập tức bắn phá vào mép kiếm. Oanh! Lại một lần nữa, chiêu kiếm của Dương Hạo trực tiếp bị phá vỡ. Anh lùi lại, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Hai mắt nhìn 5 người, lúc này trên bàn tay bọn họ xuất hiện một đôi găng tay màu đen. Đôi găng tay đen bao phủ toàn bộ từ lòng bàn tay đến cánh tay bọn họ. Chỉ cần liếc mắt một cái, anh đã biết găng tay trên tay những người này tuyệt đối phi thường. Cho dù đó là độ cứng hay sức tấn công cũng ngang ngửa với hỏa nha kiếm của anh. 5 người này từ đâu tới vậy chứ? Hơi kinh ngạc, ánh mắt Dương Hạo càng trở nên sắc bén, đồng thời trong con ngươi tụ lại màu đen. Giết! Oanh một tiếng, anh lao vút ra. Từng đường kiếm của anh đều dữ tợn và hung ác, sát khí kinh người. Dưới kiếm khí của anh, cảnh giới kim linh bình thường nhất định sẽ chết, nhưng 5 người đó cũng rất mạnh mẽ và đầy kinh nghiệm. Bất kể thanh kiếm của anh nhanh đến đâu cũng bị đối thủ chặn lại. Thực lực của 5 người này mạnh như vậy, nhiều nhất huynh chỉ có thể đối phó với một người. Bắc Mang Xuyên không khỏi cảm thán. Về phần Bắc Mang Thanh lúc này cũng rất ngạc nhiên. Cô ta bị kinh ngạc trước sức mạnh của 5 người, lại càng bị chấn động bởi kiếm pháp của Dương Hạo. Bị 5 người bao vây lại điêu luyện như vậy, mặc dù không thể phá vỡ lớp phòng thủ của 5 người, nhưng đối phương cũng không thể xuyên thủng kiếm ảnh của anh để tấn công anh được. Anh chàng này thật mạnh mẽ. Bắc Mang Thanh không khỏi kinh ngạc. Bên cạnh, Bắc Mang Xuyên cũng gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Dương Hạo. Anh ta thở dài. Cái danh đệ tử ưu tú hàng đầu của anh có vẻ có chút kiêu ngạo rồi. Có lẽ anh không phải là đối thủ của đệ ấy. Huyết mạch chiến đao. Đột nhiên, tên thủ lĩnh của 5 người đang bảo vệ Dương Hạo rống lên. Sau lưng xuất hiện một bóng kiếm cực lớn, uy lực kinh người. Huyết mạch trọng kiếm. Lại là một người khác với một thanh kiếm khổng lồ lơ lửng trên không sau lưng. Huyết mạch cung tiễn. Một cây cung lớn xuất hiện sau lưng người đàn ông nữa. Huyết mạch trường kích. Một thanh trường kiếm cực lớn, cực kỳ sắc bén xuất hiện. Huyết mạch đại thủ. Một chiếc rìu đen nhánh xuất hiện. Trên 5 người bọn họ xuất hiện một ý chí chiến đấu đáng sợ. Bị kẹt ở giữa, Dương Hạo cũng cảm thấy áp lực kinh người. Trong mắt anh hiện lên một tia tàn nhẫn. Thực lực của 5 người này quá mạnh, xem ra không dùng được át chủ bài là không dùng, không được. Ở bên cạnh, huynh muội Bắc Mang Xuyên cũng sững sờ. 5 người đều đến ở cảnh giới kim linh bước 4, còn có huyết mạch chiến đấu. Thế lực nào mới có thể bồi dưỡng ra kiểu người kinh khủng như vậy? Ngay cả trong gia tộc chúng ta cũng không dễ dàng đào tạo ra một người mạnh mẽ như vậy. Đối phương là ai chứ? Bắc Mang Xuyên thầm nghĩ, đồng thời cũng lo lắng cho Dương Hạo. Tình thế lúc này đã đảo ngược. Trước khi thế chiến đấu của 5 người, đòn công kích của Dương Hạo hiển nhiên đã bị áp đảo. Đặc biệt là cao thủ về huyết mạch cung tiễn, cung tên sau lưng liên tục bắn ra những mũi tên linh nguyên cực kỳ lợi hại, khiến cho Dương Hạo khó mà phòng bị nổi. Huyết mạch chi lực, cự nhân ma tộc hiện ra. Hai mắt Dương Hạo hoàn toàn hóa thành mực đen, sau đó ma ý trong cơ thể anh phun trào. Oanh! Cự nhân ma tộc xuất hiện sau lưng, thân hình 10 trượng sừng sững như núi. Khí tức cuồng bạo, ma ý vô song, lập tức bao phủ 5 người. Khí thế của Dương Hạo tăng lên đều đặn, đột phá khí thế của 5 người kia trong chốc lát. Giết! Ma khí bộc phát, quang mang trong mắt giống như hắc kiếm, khiến người ta phải kinh hãi. Ma tu! Huynh muội Bắc Mang Xuyên đều sửng sốt, ma tu còn kinh khủng hơn huyết mạch chi lực. Trong gia tộc của họ,
một trưởng lão từng nói với họ rằng ma tu cực kỳ kinh người. Một khi đã đạt được ma đạo đại pháp thì sẽ thiêu đốt tất cả sinh linh. Vì vậy, một khi có ma tu ra đời, họ sẽ bị đuổi cùng giết tận cho đến khi hoàn toàn bị xóa sổ. Chính vì điều này mà ma tu mới phải ẩn thân. Nhưng hai huynh muội bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng Dương Hạo, với vẻ ngoài hiền lành tao nhã, với nụ cười thường trực trên môi, lại thực sự là một ma tu. Nhìn nhau, người thấy được vẻ nghiêm trọng trong mắt nhau. Trước mắt họ có hai lựa chọn, một là vạch trần Dương Hạo, hai là che giấu chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nhưng tiền đề là Dương Hạo có thể xóa sổ năm người đó trước đã. Oanh! Ma khí bao phủ ập xuống, ma diễm dâng trào trực tiếp quấn lấy năm người vào bên trong. Đã là ma tu, ai cũng phải giết. Hai người các ngươi là đệ tử của Học viện Linh Không, không biết chính đạo sẽ diệt trừ yêu ma, bảo vệ đạo hay sao? Dưới sự công kích của cự nhân, năm người lập tức bị kiệt sức. Tên thủ lĩnh hét lên với huynh muội Bắc Mang Xuyên để được giúp đỡ. Trong mắt Bắc Băng Thanh hiện lên một tia khinh thường, sau đó cô nói nhỏ: "Muốn giúp chúng tôi giúp sao? Không có cửa đâu. Người kia chúng tôi không thấy gì hết. Giết năm tên này người đây đi. Giết năm tên này đi, không ai biết bí mật của người." Đôi mắt Bắc Mang Xuyên run lên, anh ta liếc nhìn sư muội của mình, trong lòng có chút do dự. "Đồ ngốc, ngươi cho rằng nếu chúng ta nói ra, hắn sẽ không bị đuổi cùng giết tận hay sao? Cái khác ta không dám đảm bảo, nhưng nếu hắn báo thù, chúng ta nhất định sẽ chết. Ngươi có tin hay không? Từ xưa đến nay, làm gì có ai vạch trần ma tu mà còn sống chứ? Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không biết, những người được coi là trừ ma vệ đạo kia, sở dĩ truy sát ma tu là vì ma tu là người xấu hay là vì công pháp cường đại của ma tu? Thật đáng tiếc, những người này cuối cùng cũng không có kết thúc tốt đẹp." Cơ thể lại bị chấn động mạnh, Bắc Văn Xuyên phải thừa nhận rằng em gái anh ta nói đúng. Ít nhất trong những truyền thuyết trước đây, anh ta từng nghe nói ma tu không phải là người xấu mà là bị đặt điều nói xấu. Mà những kẻ ma tu giết đều là những kẻ đuổi giết họ. Họ không giết những sinh vật vô tội một cách bừa bãi như trong truyền thuyết. Thanh Nhi nói đúng, Dương Hạo sư đệ, chúng ta chưa từng thấy ma tu nào cả. Bắc Mang Xuyên cười nói với con quỷ khổng lồ 10 thước hóa thân của Dương Hạo. Wow! Một tiếng gầm chói tai vang lên, người khổng lồ gào thét, hai tay siết chặt một đôi kiếm dài hư ảo, rồi chém thẳng xuống với ánh kiếm chóa mắt. Oanh! Tu giả huyết mạch cung tiễn trực tiếp bị thổi bay, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng phun ra một dòng máu. Trên người của người này có một vết sẹo mảnh gần như xé nát cơ thể hắn. Chết! Trong mắt Dương Hạo lóe lên tia sáng đèn đáng sợ, sau đó cự nhân 10 trượng lại tiếp tục tấn công, song kiếm mang theo uy lực kinh người. Với sự bao vây của ma diễm, đòn tấn công của anh là trí mạng. Dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của anh, năm cao thủ hàng đầu cảnh giới kim linh liên tục bị thương. Một kiếm phóng ra, tu giả huyết mạch trường kích bị nhát kiếm chém ra làm hai, máu bắn ra tung tóe. Và đây mới chỉ là bắt đầu. Cự nhân khổng lồ của Dương Hạo dường như là một con quái thú cực kỳ hung ác, uy lực và sát khí vô biên. Với một đường kiếm khác, tu giả huyết mạch cung tiễn đang bị bao phủ trong ma diễm đã bị xóa sổ. Đầu của hắn bị đập thành nhiều mảnh. Ngay sau đó, ba người còn lại liên tiếp bị thương. Sau đó, chưa đầy một phần tay tư giờ, tất cả đều bị Dương Hạo quét sạch. Ma ý cao vút khiến người ta phải khiếp sợ. Nhìn con quỷ khổng lồ do Dương Hạo hóa thân từng bước tiếp cận bọn hắn, Bắc Mang Xuyên và Bắc Mãn Thanh cũng cảm thấy áp lực đáng sợ. Không thể phủ nhận Dương Hạo hiện tại có thể dễ dàng đánh bại hai người họ, thậm chí có thể giết chết bọn họ. Hai người đều có chút chột dạ. Nếu Dương Hạo thực sự làm như vậy, bọn họ phải làm sao đây? Để xin lỗi cả hai người, xin hãy lập lời thề vận mệnh. Cự nhân ma tộc nói, giọng nói của anh giờ cũng giống như sấm sét bên tai họ. Tuy rằng trước đó hai người Bắc Mang Xuyên đã nói ra sẽ không để chuyện này lọt ra ngoài, nhưng Dương Hạo cũng phải lo nghĩ cho bản thân. Suy cho cùng, trên đời này chỉ có lợi ích là trên hết. Lời thề vận mệnh sao? Bắc Mang Xuyên có chút không hài lòng. Lời thề vận mệnh là lời thề tối cao trong toàn giới tu luyện. Một khi đã tuyên thệ, nếu vi phạm nó sẽ bị số phận trừng phạt. Thế thì hơi quá đáng rồi đấy. Bắc Mang Thanh cũng tức giận nhìn chằm chằm Dương Hạo, trong mắt lóe lên vẻ hung tợn.
không còn cách nào khác. Nếu không dám làm, đệ cũng không dám chắc hai người sẽ thực sự không nói ra. Dương Hạo bất lực nói. Sau đó thân ảnh to lớn nhanh chóng tản ra, lộ ra chân thân, vẻ mặt hối lỗi nhìn hai người Bắc Mang Xuyên. Ta Bắc Mang Xuyên xin thề sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật ma tu của Dương Hạo. Tôi Bắc Mang Thanh xin thề sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật ma tu của Dương Hạo. Hai huynh muội đồng thanh thề lời thề vận mệnh. Nói cách khác, họ cũng hiểu cách làm của Dương Hạo. Chỉ bằng cách này mới có sự rõ ràng ràng buộc nhiều nhất. Sau khi tuyên thệ, họ sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật, trừ khi họ đủ mạnh để phá vỡ mức độ của vận mệnh. Bây giờ ngươi yên tâm rồi chứ? Bắc Mang Thanh tức giận nói. Nếu không phải vì không đánh lại Dương Hạo, lúc này cô rất muốn dạy cho tên này một bài học. Thực hiện lời thề vận mệnh, đây là sự sỉ nhục đối với một tu giả. Đệ xin lỗi hai người. Dương Hạo cúi đầu hành lễ với hai huynh muội Bắc Mang Xuyên một lần nữa. Thôi được rồi, Dương Hạo sư đệ, huynh hiểu đệ mà. Bắc Mang Xuyên vẫy vẫy tay, sau đó nhìn mấy thi thể trên mặt đất. Những người này thực lực rất mạnh, đồ của bọn họ cũng khá tốt. Dương Hạo cười nói, để thể hiện sự hối lỗi, những vật này đều giao hết cho hai người. Thế thì còn tạm được. Khi Bắc Mang Thanh nghe thấy vậy, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười. Cô ta tiến lên trước vài bước rồi nhanh chóng tìm kiếm đồ trên các xác. Thứ đầu tiên cô ta lột ra là găng tay năm người đeo, cực kỳ cứng, có thể so sánh với bảo vật Hỏa Nha kiếm trong tay Dương Hạo. Sau đó là túi trữ đồ trên người bọn họ. Họ bị Bắc Mang Thanh chiếm lấy chỉ trong giây lát. Lúc này cô ta mới vừa lòng trở về bên cạnh Bắc Mang Xuyên. Đại ca, chúng ta thu được chút đỉnh này. Bắc Mang Thanh mỉm cười thật tươi nói ra. Bỏ lại đó đầy xác và máu, cả ba cùng nhau rời đi. Bên ngoài dãy núi Yêu Ma, ngày càng có nhiều người tụ tập. Một số trưởng lão, 20 lão sư và các nhóm đệ tử ưu tú đều tụ họp lại với nhau. Nổi bật nhất là các đội hàng đầu, đội Tử Tiêu của Dạ Tử Tiêu, đội Diêm La của Sở Trần, đội Không Tuyệt của Đoạn Không Tuyệt và đội Thanh Long của Vấn Đình Viêm. Những đội này đứng ở phía trước đám đông, tất cả đều nhìn chằm chằm vào rìa của dãy núi Yêu Ma. Ở đó có người họ muốn chờ đợi. Du Phi đã chết. Mặc dù họ không nhìn thấy khuôn mặt của người đã giết Du Phi, nhưng bóng lưng của người đó đã hiện rõ trong tâm trí của họ. Họ cam đoan chỉ cần họ nhìn thấy người đó, họ có thể nhận ra người này, đoạt con mồi của họ. Họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng. Phong Thiên Không cũng mang vẻ mặt u ám. Ông ta đã đợi rất lâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Dương Hạo. Càng đợi lâu, lửa giận trong lòng càng lớn hơn. Lúc này có một nhóm người lặng lặng chờ đợi. Nhóm người này không mặc quần áo của Học viện Linh Không, nhưng khí tức trên cơ thể còn mạnh hơn cả Học viện Linh Không. Trong số những người này có ba ông già. Họ có khả năng ẩn đi khí tức và đem lại cảm giác hòa nhập với đất trời một cách tự nhiên. Đó là điều không thể coi thường. Tuyệt mệnh ngũ tử đã bị giết chết rồi, công tử. E rằng lần này cậu trở về sẽ bị gia chủ trừng phạt. Một ông lão nói rằng, là Vân ảm đạm, hắn không ngờ rằng tuyệt mệnh ngũ tử mà hắn mang theo thực sự sẽ bị giết. Năm người này đều được gia tộc tu luyện cẩn thận, mỗi người đều có thực lực vô cùng mạnh. Ngay cả trước mặt bọn họ, hắn cũng không trụ được lâu. Cao thủ như vậy, cả gia tộc cũng chỉ có 10 người mà thôi. Mà bây giờ đã chết mất một nửa, khi trở về nhất định sẽ bị nghiêm trị. Dương Hạo, sát khí trong lòng La Vân không thể che giấu được nữa. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào rìa dãy núi. Những người thỉnh thoảng nhìn phải hắn, nhất thời cũng phải kinh hãi. Khó cho cậu ấy rồi đây. Tô Nhã tự nhủ, chắc là không được đâu. Thực lực của tên này rất mạnh, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện. Phù Nguyệt nói ra. Đúng lúc nhiều người đang chờ đợi một người xuất hiện, thì người đó cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của những người này. Dương Hạo, Bắc Mang Xuyên và Bắc Mang Thanh chậm rãi bước ra khỏi dãy núi Yêu Ma. Anh trông rất bình tĩnh khi nhìn thấy những cặp mắt sắc lẹm kia. Bắc Mang Xuyên ở bên thở dài trong lòng, cũng không biết tên này giấu nghề đến mức nào mà lại có sự tự tin và dũng khí mạnh mẽ như vậy. Đại trưởng lão Phong Thiên Không, nhị trưởng lão Tiết Lâm Du, tam trưởng lão Thiết Đằng và tứ trưởng lão Thư Bất Thanh, bốn vị lão nhân không giận mà uy, khí tức dày đặc. Nhìn thấy bốn người này, ngay cả Bắc Mang Xuyên kiêu ngạo,
cũng không dám quá tự phụ. Đặc biệt là đại trưởng lão Phong Thiên Không, nghe nói đã đạt đến cảnh giới tiên thiên tiểu thành, thực lực không một ai sánh bằng. Ngoài ra bắt mắt nhất chính là mấy tiểu đội kia, Dạ Tử Tiêu, một tên không hề kém cạnh anh. Ngoài ra còn có Vấn Đình Viêm, Đoạn Không Tuyệt và Sở Trần, ba người này cũng có sức mạnh khó lường. Sau đó, Bắc Mang Xuyên liếc nhìn nhóm người bên cạnh La Vân, ánh mắt đột nhiên đông cứng lại. Có ba ông già ở đó, điều này khiến anh ta cảm thấy nguy hiểm. La Vân là kẻ xa lạ, anh ta hoàn toàn không biết hắn, nhưng ba ông già đi theo sau anh chàng này lại khiến Bắc Mang Xuyên phải cảnh giác cao độ. Bắc Mang Xuyên thừa nhận rằng nếu anh ta trở về với gia tộc, anh ta có thể đạt được trình độ này. Lai lịch của người thanh niên đó gần giống như anh ta. Dương Hạo, đệ phải cẩn thận với người đó. Bắc Mang Xuyên ân cần nhắc nhở Dương Hạo. Khẽ gật đầu, trong mắt Dương Hạo lóe lên một tia sắc bén. Sau đó anh sải bước về phía trước với nụ cười điềm tĩnh, như thế không có gì có thể ngăn cản được anh. Phản nghịch, ngươi còn dám ra mặt sao? Muốn chết sao? Người nổi giận đầu tiên chính là đại trưởng lão. Xem ra Dương Hạo khiến ông ta điên tiết hơn người khác. Bình! Uy thế bùng phát, Phong Thiên Không bay vút lên trời cao giống như con chim lớn. Sau đó một luồng năng lượng cuồng bạo rơi xuống trên đầu Dương Hạo. Bình! Thân thể kịch liệt rung động, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt. Dương Hạo đột nhiên lùi về phía sau, đến chục mét cũng chưa dừng lại được. Trên mặt đất để lại vệt kéo dài lê dài, ngực bị lõm xuống trông đến đứt bất đáng sợ. Nếu như vừa rồi anh không né được đòn, e rằng giờ phút này đầu của anh đã vỡ vụn mất rồi. Đại trưởng lão Phong Thiên Không hoàn toàn muốn mặt của mình. Lão già, sao lão dám? Hai mắt Dương Hạo bắn ra tia sáng lạnh lẽo, sau đó nhìn thẳng vào mắt Phong Thiên Không. Còn người giống như hai vũng nước đọc, im lặng, nhưng trong lòng tràn đầy hận thù vô tận. Đối diện với đôi mắt của anh, Phong Thiên Không đột nhiên sững sờ. Từ trong mắt Dương Hạo nhìn thấy một tia nguy hiểm, đến mức ông ta đã thu lại chiêu thứ hai chuẩn bị tung ra. Nhưng đây chỉ là trong lúc nhất thời Phong Thiên Không phản ứng lại. Trước mắt ông ta, dù sao cũng chỉ là một đệ tử hạ môn mà thôi. Sao có thể đấu lại ông ta được chứ? Ông ta lại giơ lòng bàn tay lên, một luồng lực tiên thiên mạnh mẽ vô song sắp trào ra. Phong Thiên Không, ông thôi đi có được không hả? Đúng lúc này một giọng nói già lua vang lên, toàn bộ bán kính mấy trăm mét bị một luồng khí thế cuồng bạo nhấn chìm. Ba vị lão nhân bên cạnh La Vân chợt lao ra, bảo vệ La Vân ở giữa. Ba người bọn họ trông vô cùng nghiêm túc. Khí thế kia mang ánh sáng màu máu, sau đó nhanh chóng tụ lại thành một thân thể, lộ ra khuôn mặt đầy nét nếp nhăn. Ông Hoắc, đã lâu không gặp. Ba năm qua mấy người già chúng tôi không xuống núi, ông lại cho rằng một mình có thể thống trị thế giới hay sao? Một bóng người xuất hiện. Ông Ninh. Nhiều đệ tử của Học viện Ninh Không không khỏi hét lên khi nhìn thấy người đó. Ông Hoắc và ông Ninh đều là thế hệ lâu đời nhất của Học viện Ninh Không. Tất cả các đệ tử có mặt đều biết về sự tồn tại của họ. Tuy nhiên, chưa một ai được thấy thực lực thực sự của họ. Hôm nay, hai vị lão nhân lần lượt xuất hiện. Một người thì hung tợn và một người lại xuất hiện một cách kỳ dị. Điều này đủ chứng tỏ bọn họ không phải là người tu luyện đơn thuần. Sức mạnh của họ không thể đo lường được. Dương Hạo không khỏi có chút cảm kích khi nhìn thấy ông Hoắc và ông Ninh lần lượt xuất hiện. Nếu không phải hai người xuất hiện, có lẽ anh sẽ phải dùng đến con át chủ bài của mình. Dạ Tử Tiêu, Vấn Đình Viêm và những người khác đều sốc. Họ biết rõ hơn một số đệ tử ưu tú khác cảnh giới tiên thiên mạnh đến mức nào. Ông Hoắc và ông Ninh hoàn toàn không phải cảnh giới tiên thiên. Phong Thiên Không hừ lạnh, ánh mắt quét qua bên La Vân. Phiêu! Xa xa có tiếng gió rít gào bạo liệt vang lên. Sau đó không gian rung lên, một đạo ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp xuất hiện trước mặt ông Hoắc và ông Ninh. Hai người đột nhiên căng cứng, cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ khiến họ phản ứng ngay lập tức. Từng người toát ra tinh nguyên của cảnh giới tiên thiên công kích hai tia sáng tới gần. Oanh oanh! Đó là hai mũi tên sắc bén, cả ông Hoắc và ông Ninh đều đập nó tan thành từng mảnh. Vẻ mặt hai người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, ánh mắt liếc nhìn núi rừng trước mặt, ý chí chiến đấu kịch liệt không ngừng tỏa ra. Vùm! Khoảnh khắc tiếp theo, từng tia sáng lần lượt từ xa bắn tới, tiếp cận họ trong nháy mắt. Không chỉ hai người họ, mà ngay cả những đệ tử của Học viện Linh Không phía sau đều lãnh đòn. Quân quân!
hai vị lão nhân tấn công nhanh chóng. Tinh Nguyên Cường đại có cảnh giới tiên thiên, không ngừng ngăn cản các mũi tên. Nhưng cho dù họ có nhanh đến đâu và tấn công mạnh đến đâu, họ cũng không thể ngăn chặn tất cả các mũi tên. Trong nháy mắt, tiếng hét sau lưng lần lượt vang lên. A, chân của ta, không! Lúc này quả là cơn ác mộng đối với những đệ tử ưu tú và đệ tử nội môn kia. Những mũi tên gầm thét đầy sát thương đáng sợ có thể xuyên qua vài người, giết chết họ trong tích tắc. Sau một làn tên đi qua, hàng chục xác chết nằm la liệt trên mặt đất, không có mũi tên nào găm vào cơ thể bọn họ, chỉ có những vết thương đẫm máu. Huyết mạch cung tiễn cảnh giới tiên thiên, sắc mặt ông Hoắc u ám nhìn chằm chằm núi rừng phía xa, nhưng lại không tìm được dấu vết của đối phương. Ông Ninh cũng như vậy, mặt mũi tràn đầy sát khí nhưng lại không tìm được vị trí của đối phương. Dương Hạo ho khan hai tiếng, sau đó sửa sang lại một chút. Vết thương nặng nề do đòn đánh của đại trưởng lão gây ra mới thuyên giảm. Anh cũng nhìn dãy núi yêu ma với ánh mắt sợ hãi. Huyết mạch cung tiễn cảnh giới tiên thiên, vừa rồi ông Hoắc đã nói, một cao thủ như vậy ẩn nấp trong bóng tối mà tấn công thực sự rất đáng sợ. La Vân vẫn dưới sự bảo vệ của ba lão nhân, tuy nhiên trong ánh mắt hắn chẳng có chút nào lo lắng mà vẫn là sự vui tươi. Đôi mắt thỉnh thoảng quét qua những người trong học viện Linh Không, khóe miệng chậm rãi nhếch lên ý cười, nhưng nụ cười của hắn đã bị Dương Hạo bắt được. Trong chốc lát, mấy chuyện đã xảy ra liền nhanh chóng được anh sâu chuỗi lại với nhau. Người này dường như đã xuất hiện bên cạnh Du Phi, ngoài ra còn có 5 cao thủ đã tru sát anh ở dãy núi yêu ma. Tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ anh chưa từng thấy bao giờ, nhưng trang phục của 5 người bọn họ có phần giống với trang phục của các cao thủ cảnh giới kim linh đứng phía sau La Vân. Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở một bóng người phía sau La Vân, khuôn mặt mà anh sẽ không bao giờ quên được hiện lên rõ ràng như vậy. Ở nghĩa trang hôm đó, chính người đàn ông đó đã dùng dao găm đâm vào tim anh. Người từ biệt thự của nhà họ Dương đi tới tòa nhà trống, e rằng cũng có liên quan đến người này. Tất cả những chuyện này dường như bị người này thao túng phía sau. Du Thị và Triệu Thị chỉ là những con tốt thí mà thôi. Là hắn sai người giết ta, không phải người nhà họ Du. 5 cao thủ kia cũng là người của hắn. Hắn là ai? Tại sao lại muốn giết ta? Cao thủ vừa rồi bắn tên đầy trời có phải là người của hắn hay không? Lông mi Dương Hạo dựng lên. Bối cảnh đối phương rất mạnh. Nếu anh thực sự muốn tự mình đối phó, e rằng chưa chắc có ai trong học viện Linh Không có thể bảo vệ được anh. Mọi người lui ra. Âu Hoắc nghiêm mặt xua tay. Dạ Tứ Tiêu nhanh chóng rút lui cùng đội của mình. Trong trận mưa tên vừa rồi, 2 trong số 6 người của hắn đã bị thương nặng. Cảnh giới kim linh thì sao chứ? Trong mắt những đệ tử ưu tú, bọn họ có thể đủ mạnh, nhưng trong mắt cảnh giới tiên thiên, bọn họ không là cái rắm gì cả. Những người dưới quyền của Vấn Đình Viêm cũng rất khốn khổ. Một trong số họ đã chết và 4 người khác bị thương nặng. Sở Trần và Đoạn Không Tuyệt cũng vậy. Mọi người trong đội đều bị thương vong. Đi được khoảng vài trăm mét thì mọi người dừng lại. Chỉ có ông Hoắc, ông Ninh, Phong Thiên Không và 4 trưởng lão khác đang đứng ở phía trước. Dương Hạo không nhúc nhích bởi vì trước mặt anh là Phong Thiên Không. Nếu anh di chuyển, chắc chắn Phong Thiên Không sẽ không bao giờ để anh đi. Ông Hoắc và ông Ninh bị khống chế, khó có thể đảm bảo lão này sẽ không lợi dụng hỗn loạn mà giết anh. Về phần huynh muội Bắc Mang Xuyên, họ đã cùng đám đông rút lui. Bây giờ và sau đó, đối mặt với tu giả cảnh giới tiên thiên, họ phải tạm thời để Dương Hạo sang một bên để tự cứu mạng mình. Huynh huynh! Ngay khi mọi người chăm chú nhìn khu rừng trước mặt, thì có luồng năng lượng cuồng bạo bùng nổ. Sau đó, âm thanh nhanh chóng nhỏ đi. Trước mặt mọi người xuất hiện một bóng người, mỗi tay nhấc một người từ bên trong vọt ra. Hạng giá áo túi cơm nên giết. Nhìn thấy người đó, ông Hoắc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười. Ông Ninh nói, lão Thành, tốc độ của ông đã chậm lại rồi đấy. Nếu chậm một chút nữa, có lẽ sẽ có thêm một ít đệ tử học viện chết đấy. Phịch! Ném 2 thi thể xuống đất, lão nhân nói với ông Hoắc và ông Ninh bằng vẻ mặt lãnh đạo. Nếu có khả năng, các ông có thể thử xem. Đối mặt với sự lạnh lùng của ông ta, hai người chỉ cười giả lả. Với thực lực của 2 người bọn họ, có lẽ thực sự không thể làm nhanh như vậy. Huyết mạch cung tiễn giỏi tấn công tầm xa, nếu bỏ cách xa chúng thì càng có lợi cho chúng công kích, chứ đừng nói là tới việc giết chết.
ông Thanh. Dương Hạo hơi động, anh không ngờ ông Thanh canh giữ tháp địa linh còn ghê gớm hơn cả ông Ninh và ông Hoắc. Ông Thanh cười nhẹ với Dương Hạo, sau đó xoay người, lập tức xông về phía La Vân với sát khí đằng đằng, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai?" Đối diện với lời chất vấn của ông Thanh, La Vân đột nhiên cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn chèn ép trên đỉnh đầu, giống như một tảng đá khiến anh ta ngạt thở. Hắn nhướng mắt lên nhìn ông Thanh. Mặc dù thực lực bản thân không bằng ông lão này, nhưng La Vân có sự cương quyết của riêng mình. Hắn cao không với tới, cho dù là cao thủ cảnh giới tiên thiên thì bản thân hắn cũng có thể kiểm soát được vận mệnh của bọn họ. "Tôi là La Vân, tôi nghĩ ông không hề biết tôi. Nếu không thì dù cho ông có 10 lá gan thì ông cũng không dám động vào người của tôi." La Vân nở nụ cười lạnh lùng nói ra